Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang quê ở Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, có chí hướng tu chỉ từ nhỏ. Sau quá trình tu học, năm 1954, ngài cùng với đại chủng viện di cư vào Nam, sau đó từ bỏ ý định, trở lại Hà Nội tu học và thụ phong linh mục năm 1958. Sau quá trình công tác mục vụ, năm 1979, Ngài được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ nhà thờ lớn Hà Nội. Năm 1981, tòa thánh chọn ngài làm giám mục phụ tá Hà Nội. Sau cái chết của giám mục Giuse Maria Đinh Bình qua đời, ngài được bổ nhiệm làm giám quản rồi giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình năm 1990. Năm 2009 ngài xin nghỉ hưu đến ngày 5 tháng 10 năm 2017 thì ngài qua đời.